chào anh em nhá, chào mọi người. Mình đang dẹp nhà thì phơi những chú chim ra mọi người ạ. Đấy, đây. Đây, đây là chú mồi mà mình hay đi chinh phục hàng bổi ngoài rừng anh em ạ. Và đây, chú này là chú mọc hôm trước có đi thi thì đến vòng 9 bị hạ. Nhưng nó mọc rất là nhát. Và đây tí nữa mình sẽ quay con này. Con mọc này mọc vip này. Đấy, chém vào bên kia kìa anh em kìa. Đây, chú mọc vip này. Em cũng mua lại của dân được hơn tháng nay. Nhưng mà con này cũng họ mới nuôi. Hơi nhát này, mọi người này, ché rồi. Nhát lắm, để mình sẽ đặt máy quay đây để xem nó ché và hót anh em nhé. Màu cực đẹp luôn. Đây, chấp nhận quả màu luôn anh em ạ. Để mình sẽ đặt máy quay đây nhé. Thank you.
Anh em ạ, chế rất là nhiều đúng không anh em, mọc á, chế rất là nhiều luôn.